Hello, xin chào các bạn nha. Thì hiện tại mình đang đến chân đỉnh núi ở trên cái đền các bạn. Đền là Kinomizu. Kiyomizu các bạn. Thì hiện tại bây giờ cũng trời cũng khá tối rồi. Bên đây buổi tối mà các bạn lên lịch đền rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ lên trển, cũng tới tối rồi, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Các bạn thấy các bạn, quá trời đông người luôn các bạn. Đông người đến nỗi mà có mấy chú dẫn đường nữa nè. Có mấy chú bảo vệ hay cảnh sát gì đây. Mấy chú bảo vệ vậy? Kiếm yên cả nè. Kiếm? Cái sách gì vậy hả? Khá đông các bạn ơi. Giờ các bạn thấy không? Đường nó hẹp mà nó nhỏ, nó vắng các bạn. Ủa chứ rồi. Các bạn thấy không? Đó, đèn lên các bạn. Tới đền này kìa, các bạn thấy chưa? Đó. Khá đẹp. Cô đi. Wow. Đường rất là đẹp các bạn ơi. Đường đẹp. Khá lạnh. Ra đường thấy mà ta tay trong tay mình mà tuổi thỉ luôn á. Không còn tuổi thân nữa là tuổi thỉ. Bây giờ mình thấy người ta mặc kiêu nô quá trời các bạn. Nếu mà mùa hè mình nghĩ là chắc yukata, còn mùa đông thì lạnh người ta sẽ mặc kimono nhiều hơn. Tại kimono à chơi cả. Kimono thường mùa đông nó dày hơn các bạn. Nó dày lên mặt hơn ấm. Kiểu này mà mai nghĩ chắc anh em mình đi overnight luôn. Là hơn không nghĩ đi làm. Đứa nào đã thấy bơ phở hết các bạn. Đây là susu bơ phở luôn. Đây là anh Nishimori cũng bơ phở. Đi cả ngày hôm nay rồi. Giờ đi lên dốc còn cứ thở không à. Đi sau lưng ngắm mấy em mặc kimono đỡ. Đây có em Su. Em Su mà áo mưa. Em Su mà áo mưa đi nè. Công nhận lạnh thiệt các bạn ơi. Lạnh lắm luôn. Tối có đèn lên cái thấy đẹp hẳn luôn các bạn. Giờ nói chuyện mà không nghe tiếng luôn. Nó lạnh nói chuyện không nghe tiếng luôn các bạn. Ôi, cuối cùng cũng đến núi, đến đền rồi các bạn ơi. Lạnh quá. Giờ thở le lưỡi luôn rồi. Cổng chính đâu? Cổng chính đi hướng nào? Cổng chính đi hướng này quá. Đi theo mọi người số đông các bạn ơi. Đông lắm các bạn. Hiện tại bây giờ mấy giờ? Ý mẫu nắng chứ cả nè. Chúc các đêm mai xin. Ý mẫu á. 5 giờ các bạn. 5 giờ. Và có nguyên đoàn học sinh đến tham quan các bạn. Nguyên đoàn học sinh đi có cắm cờ nữa nè các bạn thấy không? Học sinh tiểu học. Tiểu học cấp 2 gì quá. Cho xe qua em ơi.
Hiện tại giờ chưa lên đèn nữa các bạn, chờ khoảng lát nữa đèn mới lên quá. Thì hiện tại bây giờ mà cái ngôi đền các bạn, ngôi đền mà nó chưa lên đèn á, thì mình dẫn các bạn đi tham quan dưới chân đền coi người ta bán cái gì. Mà thấy người quá trời các bạn, đông quá đông. Còn gì hết chưa? Đây là có mấy chị mặc kimono kìa các bạn. Yokoso. Yokoso. Hôm nay lễ mà khách đi đông lắm các bạn. Với lại mà vừa ngay lễ, hôm nay là lễ lễ gì ta? Ngày quốc tế lao động của Nhật. Đó, được nghỉ với buổi chiều nữa, họ đi làm về á, nên họ đi chơi rất là đông các bạn. Mấy cái quán cặp bên hông người ta bán nè. Quán cặp lề đường các bạn. Mình gọi là quán cóc. Có bánh bao nữa nè. Ăn bánh bao không? Oh, so nice nè. Xin chào. Đây bán quà lưu niệm nhiều lắm các bạn. Quay lại chưa? Sao đèn lên, lên đèn rồi đó. Một chút nữa này. Đây cũng có quán dưới hè nhiều lắm ha. Này gì đây? À, cái mùi chi? Mùi chi nướng nè. Cái anh này cũng đang quay nè các bạn. Chưa có hay sao, hình như chưa có đèn hay sao các bạn ơi. Giờ chưa lên đèn nữa nè. Mada desu nè. Không biết mấy giờ nó, mấy giờ mà nó lên đèn nữa các bạn. Giờ mình cứ lên trên bên trên. Mình lên bên trên mình tham quan trước các bạn ơi. Rồi sau khi nào lên đèn thì mình quay khi đó các bạn. Có khi nào không có đèn luôn không? Bây giờ mới 5:20 thôi các bạn. 5:20 mà trời tối thế này rồi nè.
にお進みください。con bé sao máy mình cụ bắp quá. Cũng tương đối đẹp chứ không đẹp lắm các bạn. Giờ đèn chưa lên nữa các bạn ơi. まだね。多分中なんかな、奥の方。もしかしたらね、多分ね。変態見るか。あのこっちで先。あはい。qua cái quầy tiếp tân bên kia trước đi. Bên kia có quầy tiếp tân nha các bạn. Không biết nữa. Thấy người ta xếp hàng quá trời kìa. Giờ đèn lên nè các bạn. Đèn lên khá đẹp luôn. Cái này là 5 giờ rưỡi chiều nó mới lên đèn nè các bạn. Giờ còn phía sau kia nữa, giờ mình chuẩn bị cái phía sau kia các bạn. Đi chưa? Đi ra phía sau. Đi ra phía sau. Đi ra phía sau. Đi ra phía sau. Kusio ikimasu. Thì cái vé này các bạn, cái vé này là mình trước khi vào mình phải mua vé các bạn. Vé vào có 400 yên thôi. Các bạn thấy các bạn, buổi tối mà bạn này hai bạn mà áo đen hết là không thấy gì hết luôn các bạn. Cái phía sau các bạn ơi. Khá đẹp các bạn ơi. À, 下向いてる。下向いてる。あ、そうそうそうそう。Giờ mình lỡ đi các bạn, đi phải đi cho tới luôn, cho hết luôn các bạn ơi. Chứ đi mà chỗ đi chỗ không thì cũng phí, hơi bị phí đúng không? Giờ mình đi ở trên trước đi. Mình đi ở trên trước xong cái mình là vọng xuống ở dưới. Trong đây trong... Ở thôi. Ở thôi không thấy hết luôn á. Hai tại tối ha. お気づきになられましたら
Tối quá. Ủa, sao đẹp vậy em ơi? Lên ảnh thôi. Đi chơi, đi chơi đi. Let's go. Em cầm 2 miếng giùm anh nha. Ok. Giờ mình vào bên trong. Đẹp dã man luôn á. Ờ, chứ mình đi qua bên kia sao á? Bên kia cũng có cái ngôi đền nữa các bạn. Giờ mình vào bên trong trước. Đưa vé cho họ kiểm tra, các bạn. Cho họ kiểm tra xong mình vào tiếp các bạn ơi. Để có chút ánh sáng rồi nè. Này khá đông các bạn, đông lắm luôn. Thì ngắm lá đỏ phải ngắm như thế này mới gọi là ngắm nè, đúng không? Người ta ngắm lá đỏ ban ngày, mình chỉ ngắm lá đỏ ban đêm đi. Thì rồi sẵn mua cọng dây á, cọng dây cọp ba đứa đi chung. Tối mở cửa ốc hôm nay luôn. Mở từ 0 giờ sáng đến 12 giờ tối. Ui. Quá trời đông rồi. Cái này giống kiểu như mà đi đón giao thừa nha. Ôi trời ơi, ở đây ở đây mà có pháo hoa đẹp cực kỳ luôn các bạn. Kéo vậy đi mà kéo dây đi quá. Đúng rồi đó. Xôi thì bây giờ cho chắc ăn. Ở đây đẹp các bạn ơi, đây giờ có đèn, có đèn sáng nhìn thấy rất là đẹp, rất là rõ. Chứ trên kia nãy giờ đi trên kia xuống các bạn, trên kia mà nó tối quá,
Nãy giờ chỉ nhìn thấy Atama. Thấy đỏ đậu rồi, thấy ăn đậu rồi, không thấy người hết trơn á. Ở đây hơn nhỏ con cái là có đèn nữa, sáng mình thấy rõ. Nè, như đi ban ngày đẹp hơn hay sao? Ở đêm này có đèn nhìn thấy cũng rất là hấp dẫn ha. Tán đỏ đi mà. Kiểu này đi ban ngày sẽ cảm thấy nó màu nó nhạt hơn. Đi có đèn nữa. Chứ mà đi ban đêm chẳng tốt hơn. Quyết định vậy đi. Đi ban đêm đẹp hơn các bạn ơi. Tại vì ở trong đây là cái đền này nó bằng màu đỏ. Màu đỏ gặp màu lá đỏ nữa. Rồi thêm ban đêm nó có đèn nữa thì khá là đẹp. Lại gặp đầu người nữa rồi. Các bạn thấy trên kia các bạn, người quá trời người kìa các bạn. こちらは清水寺でございます。落とし物のお知らせです。スマートフォンを1台お預かりしております。スマートフォンを1台お預かりしております。お気づきになる方おられましたら、清水寺正面出口、出口までお越しください。thấy động đầu người không? Quay lên trên trời đi. Quay lên trời thấy hết người rồi. Hết thấy người rồi. Giờ còn thấy cây với đá thôi. Có một cây vẫn chưa đỏ. Tuần sau đi thì chắc vẫn còn. Cái đỏ không kịp luôn quá. Này xuống mà xuống chân nãy quá, xuống đường xuống quá, đường xuống ngoài lộ hả? Đây kìa, ôi đẹp mê hồn luôn. Cái này mà có trăng nữa nha, có trăng sáng nữa, cực kỳ đẹp. Đây đẹp nè, quá đẹp luôn nè. Vừa có đèn. Nè, thế giới sống ảo cho những bạn sống ảo đây. Cái view này khá là đẹp, khá ăn tiền luôn. Đẹp thiên đường lá đỏ rồi. Các bạn coi bạn Su nè. Su sống ảo hòa lọ dưới nè. Sao chưa? Nhưng mà đẹp, khá đẹp. Đẹp quá ha. Đến khi ai đưa cả đây? Ra sao mà đã? Iru. ここまでかな。
giờ anh em mình đi về rồi các bạn ơi. Nãy giờ lên trên kia cũng có là có đèn, có lá đỏ, nói chung là nhìn cũng rất là đẹp, mà đặc biệt đẹp nhất là toàn thấy toàn cái đầu người không à. Chỉ thấy toàn đầu người thôi các bạn. Thôi giờ anh em mình về thôi, giờ đi kiếm gì ăn. Thôi này tạm đi được. Giờ có cái lẩu, ăn lẩu ngon. Sao bữa là gì? Lẩu à? Sao bữa tối nào bây giờ là gì? Nào bây món đồ? Nào nhưng mà có một cái địa điểm kia thấy toàn là có một cái địa điểm kia là gì ta, là cái khách sạn của Samura, là cái khách sạn đó là được Tenno là thiên hoàng đã được ghé ở đó được một lần, và bây giờ họ kiểu như là cái gọi là gì ta, đến một lần người ta bây giờ người ta làm cái khu di tích đó để mình tham quan du lịch đó. Giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Xin chào các bạn. Bye bye. Bye bye. Bye bye.